Xin chào cả nhà nha. Thì, hôm nay thì tôi đang ở tại Sở Thú Thảo Nguyên Viên Sài Gòn. Hiện giờ là 4 giờ rưỡi nha cả nhà. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho cả nhà một cái loài thực vật. Thì, một loài cái cây này cả nhà thì chỉ có một cây duy nhất ở trong thảo cầm viên thôi. Giới thiệu cái nhà đây, cái cây đang ở trước mặt chúng ta đây cả nhà thấy này nha. Đó, cái cây này chúng ta thấy là đang được thảo cầm viên ha bảo vệ chăm sóc, chúng ta thấy là nó, do nó đã lâu năm hết cả nhà thì nó sẽ bị các mối mọt rồi tấn công, thì ta chống thành ba cái trụ lên nè. Đây cả nhà xem nè ha, bảo vệ ba cái trụ để bảo tồn nó các nhà. Bây giờ tôi lại gần cái cây nữa nha. Này tôi thấy cả nhà thấy ở dưới gốc nó thì nó có cái loài dương sĩ nè ha, rêu xanh nó bám lên nha. Đây, và ở bên này thì chúng ta thấy cái thân của nó đã rỗng rồi hả cả nhà. Đó, do nó lâu năm quá rồi nha, do nó thảo cầm viên người ta chống cái cây để bảo tồn đó nha. Thì giới thiệu với cả nhà nha, thì đây là cái cây bắp nhiều hoa nha cả nhà. Đó, thì ở trong thảo cầm viên còn một cái loài bắp nữa à, thì cái tên của nó người ta gọi nó là chỉ là cái cây bắp à. Thì cái cây bắp á cả nhà thì nó có cái tên khoa học là Mesua ferrea, còn đây là cái cây bắp nhiều hoa là có tên khoa học là Mesua floribunda. Floribunda là bắp nhiều hoa hả cả nhà, nó cùng chi nhưng mà nó khác loài nha. Cái bên cạnh là không phải cái lá nó nghe cả nhà, đây là một cái loài da nó mọc ở dưới gốc thôi. Thì cái cây này á cả nhà thì có nhiều cái giả thuyết à, về cái cây bắp á, thì thường người ta dùng cái cây bắp mà nãy tôi nói có tên khoa học là Mesua ferrea cho cái địa danh là gắn liền với cái địa danh Gò Vấp của chúng ta, cái quận Gò Vấp á. Ngày xưa người ta giả thiết rằng ở Gò Vấp á có cái đồi á, thì nó trồng có nhiều cái cây vấp à, do đó trên một cái gò à, do đó người ta có cái địa danh là Gò Vấp à. Thì có thể trồng đó các nhà, thì có thể là cái cây vấp có tên khoa học là Mesua ferrea, nhưng mà theo quan niệm cá nhân của tôi á thì cái đây là cái cây là vấp nhiều hoa ha, cái cây mà tôi đang quay đây nè, thì có thể là nó gắn với cái địa danh Gò Vấp ha. Thì cái cây này nó đang rất là quý hơn cả nhà, hiếm. Thì theo tài liệu thì ở thảo cầm viên á chỉ có một cái cây này thôi, nhưng mà ở phía ngoài á, trong rừng ở phía ngoài không có cái cây này nha. Theo cái mà tài liệu tôi đọc được ha, cái cây vấp kia thì nhiều hơn cả nhà. Người ta cái vấp kia, cái cây vấp mà Mesua ferrea người ta nhân giống được rồi, trồng nhiều, phải trồng ra đường phố được rồi. Nhưng mà cái cây vấp nhiều hoa này nè thì chưa nha cả nhà, chưa có trồng ra phía ngoài được, chưa có nhân giống. Thì do đó cái cây này cả nhà cần được chúng ta là nhân giống ha, để bảo tồn đó. Thì cái cây này ở đây thì nó không có thấy trái nha cả nhà, do đó ở cái cây này thì có thể nhân giống là bằng cách là chúng ta là chiết cành hết cả nhà, hoặc là chúng ta dùng cái phương pháp là nuôi cấy mô
rồi lấy những cái đọt non của nó nhân giống đó, trong phòng thí nghiệm đó cả nhà. Đây là cái cây này nó thuộc họ bứa nha cả nhà. Đây là cái cây, tôi thấy cái về cây tán lá của này, cây này nó là lá kép. Cái lá nó rớt ngủ dưới này nè. Này cả nhà thấy cái lá của nó nè. Họ bứa. Đấy. Thì cái cây này hiện nay thì đang được thảo cầm viên ha, chúng ta thấy là bảo tồn ha và chăm sóc nữa. Tôi thấy là nó phải được chống như vậy. Thì nó lâu năm quá rồi. Thì cả nhà mà có vô thảo cầm viên có thể dẫn mấy cái bạn nhỏ đến để chúng ta quan sát cái loài này, chúng ta học quan sát và chúng ta thấy cái cách bảo tồn ấy cả nhà. Nhưng mà chúng ta thấy là bảo vệ là tối đa luôn. Cái cây mà gần ngã gần chết rồi, ở đây người ta chống lại luôn, những cái cây chống nè cho các em học sinh thấy nha, thêm yêu ha các loài động vật, để bảo các loài động thực vật để bảo tồn chúng. Như hồi nãy tôi nói cả nhà, cái cây này thì cần được nhân giống bảo tồn, nhân giống bằng cái phương pháp là nuôi cấy mô nha, trong phòng thí nghiệm. Ở đây là nó ít thấy, là không có thấy là ra hoa hay trái nha. Nếu mà có thì ở thảo cầm viên cũng sẽ thu lại nhân giống. Cái cây này có thể nhân giống làm cái cây đường phố, nếu mà được trồng ở cái khu Gò Vấp á, nó mang cái ý nghĩa rất là nhiều hết cả nhà. Rồi giờ xin chào cả nhà nha. Rồi cả nhà hãy bấm đăng ký ha, thông báo chuông để nhận những cái clip, rồi những cái loài động thực vật tại thảo cầm viên Sài Gòn hết cả nhà. Xin chào cả nhà nha.